chú nha. Bây giờ là đang ở trong thành phố mới Thủ Dầu Một của chú anh chị. Lúc này là vợ chồng Hiệu Tiên là đang đi tìm đội tim máu tím của mình nha. Ôi quá đẹp luôn. Hiện tại là chút nữa là có bắn pháo bông ở đây. Gì trên đó có sân khấu có được không ạ? Quá trời đâu rồi.
hiện tại là 19:54. Theo cái thông báo là 21 giờ là sẽ bắn pháo hoa. Pháo bông hoa. Pháo bông hoa. Bắn pháo hoa đúng không? Chị bắn pháo hoa. Pháo hoa đẹp hả? Phải không? Cái màu hồng á. Thế nào? Màu hồng bên đây nè, nhớ cái tòa nhà này nè.